Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Bão Nu lên cấp siêu bão và sắp đổ bộ. Một nhiễu động mới xuất hiện ngay phía sau, vẫn duy trì cường độ từ hôm qua. Bão Nu được cho là đã lên cấp siêu bão và sẽ sớm đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc. Trong khi bão Nu còn đang rất mạnh như vậy, một nhiễu động nhiệt đới mới đã xuất hiện nối đuôi ngay đằng sau nó. Đài Loan, Trung Quốc đã hủy nhiều chuyến bay, đóng cửa trường học và cơ quan ở nhiều vùng ở phía Nam vào hôm nay, mùng 4 tháng 10, khi bão Nu tiến đến gần. Theo trang Bloomberg, cơn bão này gây gió to, sóng cao đến 7 mét dọc theo bờ biển phía Nam của Đài Loan, theo cơ quan thời tiết trung ương ở đây. Trong khi đó, các cơ quan phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc lục địa đã kích hoạt việc ứng phó khẩn cấp mức độ 4 vào 5 giờ chiều qua. Nhiều đội hỗ trợ đã được cử đến tỉnh Quảng Đông và một số nơi khác để sẵn sàng phòng chống bão. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, được đăng trên trang các báo cáo khí tượng của Trung Quốc cho rằng bão Nu đã mạnh lên thành siêu bão. Mặc dù Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp JTVKC của Mỹ thì thông báo Nu vẫn ở mức bão cực mạnh, gió 185 km/h và sẽ mạnh lên vào tối nay, trước khi đổ bộ Đài Loan vào khoảng sáng mai. Tuy nhiên, theo JTVKC, đến ngày mai, bão Nu sẽ yếu đi đáng kể do độ đứt gió tăng. Sau 36 giờ, Nu sẽ vẫn đi về phía Tây nhưng hơi ngả xuống phía Nam, hướng về phía Hồng Kông, Trung Quốc rồi tan vào khoảng ngày 9 tháng 10. Đối với nước ta, bão Nu gần như chỉ cùng với gió mùa Đông Bắc khiến các tỉnh thành phía Đông Bắc giảm nhiệt. Trong khi bão Nu đang được tập trung chú ý thì một nhiễu động nhiệt đới mới đã xuất hiện ở phía Tây Thái Bình Dương, hiện được gọi là 97W. Nó xuất phát không xa vị trí mà ban đầu bão Nu xuất hiện và đang di chuyển về hướng Tây, gần song song với đường đi của bão Nu hiện tại. Sức gió của nhiễu động mới này chỉ khoảng 30 km/h, khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong 24 giờ tới là thấp và vẫn đang được các trung tâm khí tượng theo dõi. Khi nào bão Nu đổ bộ Biển Đông? Lúc 1 giờ ngày 4 tháng 10, bão Nu giật cấp 17, cách đảo Đài Loan khoảng 330 km về phía đông đông nam và dự báo bão sắp đổ bộ Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 1 giờ ngày 4 tháng 10, vị trí tâm bão Nu trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc, cách đảo Đài Loan khoảng 330 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150-166 km/h, giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày 5 tháng 10, bão trên vùng biển phía nam Đài Loan, di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Khu vực chịu ảnh hưởng, phía đông nam Đài Loan, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, khoảng 1 giờ ngày 6 tháng 10, bão Nu cách Phúc Kiến, Trung Quốc 270 km về phía đông đông nam, không đổi hướng, di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, khu vực chịu ảnh hưởng, phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, lúc 1 giờ ngày 7 tháng 10. Bão trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, khu vực chịu ảnh hưởng. Phía bắc khu vực Bắc Biển Đông từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Tác động của bão, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 mét. Từ đêm mùng 4 tháng 10 gió mạnh lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao 4-6 mét, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8 mét. Trên đất liền nước ta, đêm qua và sáng sớm nay, mùng 3 tháng 10, Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3 tháng 10 đến 3 giờ ngày 4 tháng 10 có nơi trên 30mm như An Hải, Phú Yên 56,6mm, Ia Giom, Kon Tum 36,8mm. Ngày và đêm 4 tháng 10, Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa,
mưa to với lượng mưa 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Mưa lớn kéo dài, 3 tỉnh phía Nam thiệt hại nặng. Mưa lớn kéo dài kết hợp lũ đã gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp của các tỉnh phía Nam. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban chấp hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có thông tin thiệt hại do mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng diện tích bị ngập là 1.172 ha, gồm 43 ha thanh long, 3 ha cây ăn quả lâu năm và 738 ha lúa vụ mùa. Ngoài ra, mưa lũ làm sạt lở 300 mét đường giao thông nội đồng tại tổ 3 thôn Dốc Lăng, xã Thuận Minh, ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Tại huyện Hàm Thuận Bắc, mưa lớn liên tục trong nhiều ngày khiến lượng nước từ thượng nguồn đổ về các sông, suối, kênh mương nội đồng đã làm ngập lụt nhiều diện tích cây trồng của nhân dân tại các xã Hàm Phú, Hồng Sơn, Thuận Minh, Hồng Liêng, Thuận Hòa. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã huy động lực lượng sẵn sàng để hỗ trợ các hộ dân, nhưng do lượng mưa nhiều, nước đổ về rất lớn khiến hệ thống mương thủy lợi thoát không kịp gây ngập úng nhiều diện tích lúa vụ mùa của nhân dân trong khu vực. Các địa phương đã kiểm tra, huy động lực lượng và phương tiện nạo vét các tuyến kênh và rêu rác tấp về tại các vị trí các cống thoát nước trong nhằm khơi thông dòng chảy để nước rút nhanh, hạn chế thời gian ngập úng. Tại thành phố Phan Thiết, mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở cát, cát tràn xuống đường, bị ảnh hưởng nặng là đường điện thoại 719 thuộc thôn Tiến Phú và Tiến Hải, xã Tiến Thành. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định cát tràn xuống đường là do mưa lớn nhiều ngày qua, nên cát từ phía đồi cao tràn xuống đường điện thoại 719 đã gây hư hỏng mái ta luy, làm sụp thân cống phía hạ lưu. Loại cống bản dài 6m rộng 10m tại km 12280, tại khu vực thôn Tiến Phú, lượng cát và nước từ phía đồi đổ xuống rất lớn, tràn vào nhà dân trong khu vực dọc tuyến đường điện thoại 719 và gần 20 hộ dân bị ảnh hưởng, hư hỏng tài sản, vật dụng trong gia đình. Nhiều khu vực lượng cát tràn với độ cát, bùn, sình cao khoảng 1m, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, một cây cầu tại thôn Tiến Hải bị sập mố, bên chân cầu có một số công trình xây dựng bị ảnh hưởng. Đồng Nai, lũ lên mức báo động. Hai tin từ Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai, mực nước đỉnh chiều cường tại trạm Biên Hòa, hạ lưu sông Đồng Nai là 2,9m, trên mức báo động 2, 0,9m, thấp hơn 0,1m so với mực nước của trận lũ lịch sử là 2,19m, quan trắc vào ngày 15 tháng 10 năm 2000. Cảnh báo các vùng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai tại các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa và các huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, huyện Bắc Tân Uyên, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập lụt do lũ, chiều cường ở hạ lưu. Hiện tại mực nước trên các sông, suối trên hệ thống sông Đồng Nai ở mức khá cao. Tại trạm Tà Lài, sông Đồng Nai ở mức 112,7m, trên mức báo động 1, 0,7m, dưới mức báo động 2, 0,43m, thấp hơn 2,24m so với mực nước của trận lũ lịch sử là 114,31m, quan trắc được vào ngày 22 tháng 8 năm 1987. Tại trạm Phú Hiệp, sông La Ngà ở mức 105,27m, trên mức báo động 1, 0,77m, dưới mức báo động 2, 0,23m. Thấp hơn 2,54m so với mực nước của trận lũ lịch sử là 107,81m, quan trắc được vào ngày 1 tháng 8 năm 1999. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp. Ngày 3 tháng 10, Điện lực Định Quán cho biết đã đấu nối, cấp điện cho hơn 1.100 hộ dân bị mưa lớn và gió giật gây mất điện, trong đó có 23 căn nhà bị tốc mái. Trước đó khoảng 16 giờ 30 ngày 1 tháng 10, tại khu vực hai xã Phú Túc và Túc Trưng có mưa lớn, gió giật mạnh đã khiến một mái tôn nhà dân bị cuốn bay lên đường dây trung thế. Ngoài ra, tại khu vực hai xã trên có khoảng 3 cây xanh cao khoảng 8 mét đổ ập vào đường điện đi qua các khu dân cư. Hậu quả khiến hơn 1,1 ngàn hộ dân tại các xã trên bị mất điện. Bình Phước,
100 hecta cây trồng ngập sâu mưa lớn kéo những ngày qua, khiến hơn 100 hecta cây trồng tại xã Quang Minh và thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước ngập sâu trong nước. Nước lên nhanh và rút rất chậm nên người dân lo ngại cây trồng có nguy cơ chết rất cao, đặc biệt nước từ các lô cao su thuộc ấp Chanh Ba, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản đổ dồn về nhưng không có lối thoát, nên ngoài cây cao su, có hơn 50 hecta cây ăn trái các loại như sầu riêng, vú sữa, mít, ổi vừa xuống giống và đang khai thác đã bị ngập nặng, một số cây trồng bị nước cuốn trôi, số khác thất thu do ngập nước, thối bông, thối trái. Hai trại gà và một trại heo cũng bị ảnh hưởng nặng, lũ thượng nguồn đổ về gây ngập sâu nhiều nơi ở huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài. Lũ từ thượng nguồn đổ về cộng với mưa lớn liên tục hai ngày qua đã làm mực nước ở suối Giạt dâng nhanh và gây ngập sâu cục bộ nhiều vùng trũng ở huyện Đồng Phú và thành phố Đồng Xoài tại huyện Đồng Phú. Theo thống kê sơ bộ, xã Tân Phước có 23 hộ với 92 nhân khẩu thuộc hai ấp Phước Tâm và Cầu Giạt bị ngập úng cục bộ, có nơi ngập sâu hơn 1 mét. Một số hộ được lực lượng chức năng hỗ trợ di rời đồ đạc đi nơi khác. Tổng diện tích cây trồng bị ngập hơn 360 hecta. Các xã bị ngập nặng gồm Thuận Lợi 200 hecta, Tân Phước 60 hecta, Đồng Tiến 100 hecta. Diện tích cây trồng bị ngập chủ yếu là cao su, điều, cây ăn trái và hoa màu. Nhiều diện tích ven suối ngập sâu hơn 1 mét. Ngoài ra, mưa lũ làm ngập hơn 17.000 mét vuông ao cá. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã Tân Phước cho biết, ngay trong đêm mùng 2 tháng 10, xã đã cắt cử lực lượng quân sự, công an đến hiện trường giúp dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Đối với những hộ không bị ngập sâu thì tổ chức kê vật dụng lên để tránh thiệt hại. Bên cạnh đó, cử lực lượng chốt ở các tuyến đường bị ngập để thông báo đến người dân và phương tiện không đi vào vùng ngập, nhờ đó tránh được thiệt hại về người và giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Tương tự, mưa lũ đã làm một số vùng trũng thấp ven suối Giạt thuộc các phường Tân Đồng, Tân Thiện và Tân Xuân thuộc thành phố Đồng Xoài bị ngập lụt. Do nước suối Giạt dâng nhanh nên đã gây ngập các tuyến đường giao thông thuộc các phường trên. Đáng chú ý, nhiều căn nhà, cây trồng, vườn rau màu của các hộ dân khu vực trũng thấp của ba phường trên cũng ngập trong nước, nhiều nơi sâu hơn 1 mét. Để ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đồng Xoài đã chỉ đạo các xã, phường trong vùng bị ảnh hưởng triển khai phương án phòng chống ngập lụt, đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ người dân kê cao, di rời đồ đạc, phương tiện và người đến nơi an toàn ngay khi có dấu hiệu nước dâng cao. Theo ghi nhận, do khu vực ven suối Giạt của thành phố Đồng Xoài thường xảy ra ngập cục bộ vào mùa mưa nên người dân trong khu vực Bảy Mẫu, phường Tân Thiện, các khu phố 1, 4, 5 thuộc phường Tân Đồng và khu vực suối Đá, phường Tân Xuân đã chủ động phòng chống và sẵn sàng tâm thế sống chung với ngập khi tình huống xảy ra. Theo quan sát, lúc 17 giờ ngày 3 tháng 10, mưa lớn vẫn xảy ra nhiều nơi ở huyện Đồng Phú, thành phố Đồng Xoài và các địa phương khác trong tỉnh. Theo dự báo, đêm 3 tháng 10 và những ngày tới, mưa dông sẽ tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.